gả được cô con gái sau nhiều năm ế. Ông bố vui mừng nhảy chân sáo từ đầu xóm đến cuối xóm để chia vui. Mới đây, một đoạn clip xuất hiện hình ảnh của một ông bố đang vui vẻ nhảy múa nhân dịp ngày con gái đi lấy chồng đã thu hút được đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số các bậc làm cha, làm mẹ trong ngày cưới của con gái sẽ khó lòng mà kiềm được cảm xúc khi nghĩ cảnh phải đối diện với nhiều bỡ ngỡ ở nhà chồng nên bật khóc vô cùng quyến luyến. Tuy nhiên, đó không phải là mô típ chung trong ngày cưới khi cô dâu bịn diện bên bố mẹ đẻ. Đơn cử là khuôn mặt rạng rỡ cùng với nụ cười hí hửng của ông bố trong đoạn clip khiến ai nấy cũng phải phì cười. Có lẽ khoảnh khắc gỡ được quả bom nổ chậm trong nhà đã được ông bố chờ đợi từ rất lâu, nên khi có người tới rước con gái đi càng khiến cho bố của cô dâu không kiềm chế được cảm xúc vui mừng mà phải thể hiện ngay điệu múa ăn mừng, mặc dù đang có rất nhiều quan khách đến chung vui cùng gia đình. Cụ thể, ngay trên đường làng, ông bố thể hiện nhiều động tác hài hước như lắc mông rồi lắc đầu, khua tay với cảm xúc phấn khởi nhảy múa theo điệu nhạc khiến nhiều người thích thú. Không còn nghiêm khắc, ít nói như ngày thường, bố giờ đây đã trở về với cảm xúc thật của mình. Hạnh phúc khi con đã có người bên cạnh để bầu bạn, thay bố chăm lo cho con từng thứ nhỏ nhặt. Mỗi người bố đều có cách thể hiện tình cảm khác nhau. Thay vì rơi những giọt nước mắt, thì ông bố này lại lựa chọn cách vui vẻ để cô con gái an tâm phần nào khi về nhà chồng. Đoạn clip sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, netizen đều rất thích thú, cười ngả nghiêng vì sự đáng yêu và hài hước của ông bố. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé!